nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Bằng chị, chị nó lộn, nó kỳ vậy. Rồi kêu Trinh Trinh với là Tú Sương á bằng con, mà kêu Quế Trân bằng chị, mà Quế Trân thì lại là em của Trinh Trinh với lại Tú Sương. Ôi trời, nó lộn. Hồi xưa kêu bằng con đúng không? Kêu bằng con. Bây giờ kêu bằng gì? Kêu thương vợ, thương vợ. Rồi từ đó rồi bắt đầu đi hát rồi em đó rồi quen luôn. Nhưng khi mà trở từ em mà trở thành con mình á, thì má Xuân Yến thấy ấn tượng điều gì ở con đó nha? Đừng nói chuyện em, con rể đó. Nói nghe nó cũng hơi khó. Tại vì mình đang kêu em mà. Rồi cái sau này cái hai đứa nó thương nhau thì mình cũng thấy trong lòng, ủa thế vậy sẽ phải gọi làm sao? Mình nói mình nghĩ trên đời này cái gì cũng chẳng qua lương duyên trời định. Dạ. Mới khiến ơi, giới thiệu chi mà dài dòng quá, tôi đứng ngoài tôi chờ. Dạ, chào má Tư. Má ngồi nha má. Dạ, ngồi. Dạ, tôi ngồi. Chào chú Long. Chào em Lê Lộc. Chào anh Quyền Linh. Dạ, 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 con chào má Tư. Má chào hai con. Má nhớ lại hồi đó má gặp anh Kim Tử Long đầu tiên đó, má có ấn tượng với gì ở chàng trai này không? Nếu nói đúng ra, má không bao giờ mới nghĩ rằng Long sẽ là rể của má. Không nghĩ luôn hả? Không bao giờ nghĩ đâu. Biết tại sao không? Dạ sao vậy? Tại vì hồi trước đó, hồi lúc mà Kim Tử Long hát cho đoàn cái Lưng Minh Tơ đó. Dạ. Là Kim Tử Long gọi má Tư bằng chị không à? Chị Tư. Chị Tư với anh Cảnh. Chị Tư với anh Cảnh không à? Anh Hữu Cảnh á. Ủa sao anh Hữu Cảnh? Bây giờ là ba vợ đó. Ba vợ. Là nam nghệ sĩ Hữu Cảnh à. Hồi đó anh kêu bằng anh, kêu má Tư bằng chị. Sau đó một cái thời gian đó rồi đảo lộn về thời gian, đảo lộn về cuộc sống đó. Cái từ chị chuyển qua má nào không hay luôn. Chuyển qua có khó không? À, mới đầu thì cũng hơi khó khó. Nhưng mà biết là từ từ nó quen. Ở gia đình Minh Tơ á, nghệ sĩ Nhân Thanh Đồng á, thì Long kêu bằng cậu à, mà rồi bên đây kêu bằng chị. Thành thử ra nó bị lộn lộn. Tại vì cậu Năm với lại má Năm á là lại chơi với lại ba mẹ anh. Dạ. Anh được kêu theo cái kiểu mà vay vế đó. Kêu bằng cậu. Kêu bằng đó. À. Rồi sau này cái là nó, ủa sao kỳ vậy ta? Tại sao kêu cậu Năm Thanh Tàu bằng cậu mà tự nhiên kêu cô Xuân Yến bằng chị? Chị. Nó lộn, nó kỳ vậy. Rồi kêu Trinh Trinh với là Tú Sương á bằng con, mà kêu Quế Trân bằng chị. Mà Quế Trân thì lại là em của Trinh Trinh với lại Tú Sương. Ôi trời, nó lộn. Hồi xưa kêu bằng con đúng không? Kêu bằng con. Bây giờ kêu bằng gì? Kêu thương vợ, thương vợ. Rồi từ đó rồi bắt đầu đi hát rồi em đó rồi quen luôn. Nhưng khi mà trở từ em mà trở thành con mình á, thì má Xuân Yến thấy ấn tượng điều gì ở con đó nha? Đừng nói chuyện em, con rể đó. Nói nghe nó cũng hơi khó. Tại vì mình đang kêu em mà. Rồi cái sau này cái hai đứa nó thương nhau thì mình cũng thấy trong lòng, ủa thế vậy sẽ phải gọi làm sao? Mình nói mình nghĩ trên đời này cái gì cũng chẳng qua lương duyên trời định. Dạ. Mới khiến thành ra mới gọi bằng con luôn. Rồi đi hát một thời gian, sau khi mà anh gãy đổ lần thứ nhì đó, là tới khoảng 4 năm sau thì đi hát chung với lại Trinh á, thì từ từ tình cảm mới nó dần dần khái niệm. Nói chung là má Tư là cái người khó với công việc, ở trong nghệ thuật khó lắm á. Ở ngoài coi dễ dãi gì đó, cười vui gì đó, nhưng mà đến hồi vô mà tập tuồng với lại mà nhất là bầu xô mà dẫn đoàn mà đi hát cúng đình á. Yeah. Mấy cái hội đình á rồi khó lắm, ra hát mà tuồng tích sai là vô la liền, nghiêm túc vụ đó. Nhưng từ lúc làm má giờ có la không? La luôn, vẫn la luôn, nhưng mà la là mấy đứa thôi, chứ còn không có la chuyện đâu. Có không cô? Hồi đó thì la, nó sau này nó lớn rồi mình không có lấy gì nữa, biết không? Từ lúc nó lấy con mình giờ không dám la gì. Mình la nó về nó la con mình sao, tội nghiệp con mình ai bên. Từ khi về làm rể gia đình rồi đó,
mỗi một tuần mình qua mình có gặp má vợ không hay là không có qua mà ở chung nhà luôn? À, ở chung đó, ở chung mới khó đó. Từ cái ngày mà bắt đầu mà Long với Trinh chính thức á sống chung và có em bé đó, dạ, thì là má Tư về ở chung nhà luôn. À, ăn uống thì má Tư thì không có nấu ăn nhưng mà là ở nhà có người. Dạ, nhưng mà lâu lâu khi nào mà anh không có đi hát á, cái là hú hí ở nhà đi chợ đi. À, rồi ở nhà nấu nấu cho cả nhà ăn rồi má Tư cùng ăn với cả gia đình vậy đó. Ngược lại thì má Yến có nấu cho anh ăn không? Không bao giờ động ngón tay thiệt á. À, xin báo nha, nhìn cái bàn tay nè, năm nay là 81 tuổi rồi. Má nhiêu quên con quên rồi, má nhiêu quên con quên rồi, má nhiêu 79 con. Trời ơi, nó 8 tuổi quên 79 nhưng mà 81 79 rồi mà nhìn bàn tay thấy chưa. Má kể là từ ngày má biết làm đầu hát là con mà con của bầu mà bầu Thánh Minh Tơ là không có làm cái gì đó, chỉ biết đi hát thôi. Hát giống như Quế Trân bây giờ vậy đó. Trinh Sương là còn có làm nha, còn Quế Trân là giống như Má Tư, chỉ sanh ra là đã đi hát. Thành thử thiệt sướng tay, có người lo hết trơn. Ừ, bàn tay đẹp mới đâu có bao giờ vô bếp nấu đâu. Má Xuân Yến thấy mình hợp điều gì với anh Kim Tử Long? Hợp từ cái nghệ thuật với cái tánh tình đạo đức của ông Long. Dạ, tôi nói không giờ tôi biết định ai đâu. Nếu hỏi những nghệ sĩ mà đi chung đoàn biết tánh Má Tư, Má Tư nói thẳng lắm. Má Tư thương nó đó, chơi với nhau hồi lúc mà Long còn ở với lại mẹ của Mai Ca. Dạ, yeah, đó cũng chơi với mẹ Mai Ca. Nhiều quá thế hệ. Má cứ nói thẳng đi, nhiều quá thế hệ. Thế hệ mẹ Mai Ca rồi thế hệ mẹ của Sumi Susu. Giờ tới thế hệ của Andy với Peter. Má Xuân Yến chứng kiến hết. Chứng kiến hết những mối tình của Kim Tử Long. Biết hết. Nó là cũng hiểu luôn rồi ha. Hiểu. Vậy là rất là hợp với nhau tại vì thân quen trong đoàn hết rồi. Cô thấy có điều gì mà không hợp bên Kim Tử Long? Nếu nói không hợp tại hồi đó giờ cô chưa kiểm tra, cô không có biết. Có cái tội yêu nghề. Sáng chạy ra Hà Nội, chiều đi xuống dưới tỉnh. Dạ cái đó cũng ham tiền đó. Dạ cái đó cũng ham tiền đó. Nó nghe cái này nói thật, có tiền cũng giúp đỡ những người nghệ sĩ với nghèo. Yeah, đó nó được có cái đó. Yeah, chú Long có tật xấu gì không bà? Mà nếu nói mình nói tốt không cũng không được. Trên đời á ai cũng phải có cái xấu. Đúng rồi, thôi giờ nó xấu đó nha, cái này tụi nó xấu nó có luôn vậy. Cứ dịp nói đi má. Ừ, không, mình nghĩ tại nó đàn ông trai hãy ra đường á hãy thấy con gái đẹp là hãy liếc con cái rồi chứ dám liếc lâu, liếc nhẹ cái thôi. Cái đó Quyền Linh hơn con, cái đó Quyền Linh hơn con. Ủa mà ai đẹp mình phải nhìn. Đúng rồi, tại vì sao mình phải nhìn để mình biết. Mình biết vợ mình thiếu cái gì mình nhìn bổ sung. Thường thường là nhìn quần áo thôi à. Nhìn quá cô đó bận cái đó đẹp quá thì ta. Ồ cái này mà nếu mà Trinh mà bận chắc cũng được nè. Rồi đi vậy kiếm, mua áo đẹp đi hơn. Kiếm mua đó chứ chưa? Còn không phải nhìn da nhìn thịt người ta đâu. Thì chắc hai người này hợp với nhau về biểu diễn lắm hả? Dạ, ngay chuyện mẹ vợ con rể nãy giờ cũng rất là hợp với nhau, không có cái gì mà trách móc như được, chỉ có cái liếc gái rồi thấy thôi. Với lại ở trong nhà trong đó thật là Long thì đi hoài à, ít có ở nhà để mà chăm sóc cho má vợ nhiều. Lâu lâu má Tư có đi á thì về nó, ủa má Tư đâu, nó má Tư đi rồi thì mình cũng có một hai lời nói chuyện với Trinh. Nó nói má lớn tuổi đừng để má đi nhiều quá. À, đi vậy là lỡ rồi có chuyện gì không ai đỡ được. Dạ, trời hồi nãy con nhớ 81 tuổi đó, ai mà có bạn chính à, có nói à. Như vậy thì Trinh cũng nói ừ má đi thăm bạn hay đi xe pháp không sao đâu, thì mình cũng có quan tâm. Nhưng mà cái quan tâm đó là chỉ là một lời nói thôi chứ còn chưa có cái hành động. Có tặng quà gì chưa? Ở trong nhà thì thường thường là nói với Trinh là lâu lâu cũng lì xì cho má để má có tiền má đi chơi vậy đó. Rồi mỗi tháng cũng cho má chút đỉnh vậy là má dần tới má đi chơi chứ giờ đâu có đi hát nữa. Dạ. Mà cái điều quan trọng là bây giờ là má Tư đó nha, 79 tuổi rồi nhưng mà hát vẫn còn là rất tốt. Vừa rồi là anh có vợ là dựng là cái vở Lương Sơn Bán Chúc Anh Đài đó, là cũng có mời má Tư hỏi má bây giờ con làm cái tuồng Lương Sơn Bán Chúc Anh Đài má hát nổi không? Hát cho má ăn chứ. Giờ con mời má hát vai sư mẫu nha. Được, hồi đó má hát vai sư mẫu á. Dạ, vậy đầu tiên đó. Ừ, trong cuộc đời lúc đi hát đầu tiên đó. Lúc đó cô mới có 16 tuổi. Bây giờ có thể mình biểu diễn cái đoạn Lương Sơn Bán Chúc Anh Đài trên Kim Tử Long. Sơn Bán Chúc Anh Đài hả? Dạ dạ. Giờ má còn hát nổi không? Hát chơi liền. Rồi liền. Chưa? Vậy đó. Rồi. Kêu lên là lên rồi. Rồi. Âm nhạc nha. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Dạ.
Con Lương Xuân Bá xin kính chào sư mẫu. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Sơn Bá, sư mẫu có nghe chúng bạn nói lại rằng con nhóm bệnh, ngày cũng như đêm, con biến ăn biến ngủ. Có lẽ đây cũng là chứng buồn rồi sanh bệnh chứ gì. Dạ, thưa sư mẫu, con không hiểu tại sao mà mọi sự con thấy làm chán nản. Sơn Bá, kể từ khi Trúc Anh Đài trở về gia thất, ta thấy con buồn bã vô cùng. Một thâm tình hai trẻ lâu nay, mến thương nhau thân thiết vô cùng. Dạ, hai con biết nhau khi mới đi du học à. Và dùng thay nhan con đã trọn lời thề, xin tự nguyện giữ chữ đồng, chân giam cùng với núi sông. Sơn Bá, vì nhớ thương mà con ưu tư sầu muộn, thương cả đêm mà nhớ cũng cả ngày. Ta nghĩ không có thứ thuốc thang nào mà chữa bệnh Sơn Bá cho cam. Sư mẫu ơi, con đang mê hay tình à, sao cứ nhớ mãi hình ảnh Trúc Anh Đài ở Hàng Châu mà con nhớ mãi tiếc vàng hình bóng ai kia ứng hiện lúc đêm về. Sơn Bá, con tương tư trầm trọng vì nhớ thương bạn Trúc Anh Đài. Vậy hôm nay ta có liều thuốc này, liều thuốc khỏi phải dùng chỉ nghe thôi là hết bệnh ngay. Dạ, sư mẫu, sư nào, sư mẫu nói gì mà con chưa hiểu ạ? Sơn Bá con. Dạ. Tri tri còn sang thông hơn người, đây nghe bao lời đố ta tìm ra mà xem, người ta phân là Trúc Anh Đài. Hãy đoán xem gái kia hay trai, còn cho ta được biết ra sao, người người kia gái hay là trai, tìm cho ra về Trúc Anh Đài. Nghe mấy lời con đây tìm ra, tương đố gì con đây không tìm ra, tình bạn thân kết sẽ tình thâm, người là trai là Trúc Anh Đài. Dạ, Trúc Anh Đài là trai đó sư mẫu. Sơn Bá. Dạ. Tri tri còn vốn không ngu đần, sao không tri tìm lý dần, gần cùng nhau mắt con nhìn xem, nàng đục tay là gái tận tường. Có lúc đài cùng con lời phân, lúc đông tuồng đài làm ba tiếng, nhiều người xem phải nhận lời khen, bà Quan Âm là Trúc Anh Đài. Thưa sư mẫu, Trúc Anh Đài quả thật là trai, Trúc Anh Đài quả thật là trai, từ hình dung tướng đi là trai, đài là trai là Trúc Anh Đài. Sơn Bá con, anh Đài là trai sư mẫu à? Không, con đã lầm cũng như bao nhiêu người khác đã lầm. Lầm. Bây giờ sư mẫu cho con biết về Trúc Anh Đài. Dạ. Trúc Anh Đài là con gái của Trúc Viên Ngoại ở Trúc Gia Trang. Vì nàng muốn du học ở Hàng Châu, là thân gái, cha mẹ không cho đi, nên buộc nàng phải giả trai đi đi du học. Hả? Gái giả trai? Sơn Bá, nàng yêu con lắm đấy. Hả? Nhưng còn ngần ngại không dám thốt nên lời. Trước khi về nhà, sư mẫu cho con biết, nàng không quên trao lại cho sư mẫu chiếc ngọc trâm này, nhờ trao lại cho con. Sao nhờ sư mẫu nói dạy với con rằng hãy sớm lo việc cầu hôn. Cầu hôn? Dạ.
Phùng Hoàng Sang, gái là nàng, nàng là nàng đâu phải là trai. Vượt ngàn đường xa chẳng quan công gì, tròn câu thề xưa chúc lương tương phùng. Thật ra là quý vị xem trên sân khấu nó còn cách xa, xem truyền hình nó cũng cách xa luôn. Chúng tôi ngồi đây nè, rất là gần với nhau, nó tinh tế từng ly từng tí. Ngồi lên không ngờ má Xuân Yến lại phải nói nó chi ly từng tí từng cái vũ đạo đó nha. Dạ. Vẫn còn tươi trẻ. Con nói thiệt là lần đầu tiên con mới nghe chú Long hát trực tiếp vậy. Vậy hả? Dạ. Là con coi YouTube thôi đó. Dạ, YouTube thôi, lần đầu tiên mới coi trực tiếp vậy. Cái hồn dạ, của cái, nhân vật cái nét đó. Biểu diễn rất là tinh tế và thú vị. Mà nhẹ nhàng lắm. Dạ. Hôm nay là mọi người thấy là má Tư Xuân Yến là không có mặc đồ á. Dạ. Chứ còn đúng là tuồng á là phải mặc đồ luôn, cài trăm đồ này kia, là mặc trên người là khoảng 3-4 kg. Trời ơi. Đồ nữa đó. Đồ mặc nhiều lớp lắm. Thật ra để cho thấy được rằng là anh Kim Tử Long với lại má Xuân Yến là tuy hai là một. Dạ. Đã từ ngày xưa rồi, cái biểu diễn ăn ý với nhau, từng ánh mắt, từng cái cử chỉ, thậm chí là hiểu người kia chuẩn bị làm cái gì luôn. Ánh mắt giao lưu với nhau đó. Mà không có bà mẹ vợ nào mà như má Tư đâu. Là tại vì Long mà mỗi lần mà hát một cái vở gì hoặc là làm một cái chương trình live show hay gì đó là má Tư lúc nào cũng phải nói cho má đi coi. Coi tập luôn nha. Coi tập rồi xong rồi góp ý. Ờ chỗ này con phải dàn dày nè. Hồi xưa là má biết chỗ này nó dàn dày nè. Mấy chú mấy ông diễn cho dàn dày nè rồi góp ý. Cái chuyện mà nuôi con cái đó giống như con trai của anh nó, trời nó dễ thương quá trời đó. Andy nó cưng hết sức luôn. Dạo này là anh hát được chưa chú? Hát dữ lắm. Trời hát từ lúc nhỏ luôn rồi. Hồi xưa con đi con quay chung với chú Long, con biết mà ảnh múa anh hát trời. Thông minh mà cực kỳ duyên luôn. Vì thì cái chuyện mà dạy dỗ đó, hai mẹ con có hợp nhau. Có cái nào má Xuân Yến dạy khác, anh dạy khác rồi góp ý với nhau chuyện dạy con. Má nói đi. Con cứ việc nói đi không sao đâu. Má nói chứ đi. Nói ngay, trong gia đình mừng lắm là thấy Andy nó nối nghiệp dòng họ. Những cái cách dạy dỗ bà ngoại đó, có ai nào dạy con khác, anh Kim Tử Long dạy khác không? Không có đâu, tất cả đều là trường phái. Ý như là má Tư nói là ở trong nhà đó, là má Tư dạy anh Trinh sao, bây giờ anh Trinh dạy anh Điền vậy. Đó, cũng vậy đó. Còn anh á, anh là ở trong nhà, anh là một người đàn ông chắc có lẽ là thương con nhiều hơn thương vợ luôn đó. Anh là đi làm về cực cỡ nào cực là phải ôm hai đứa nhỏ trước, rồi mới thương tính con. Vợ sau. Thì vậy cho nên là nó ỷ lại chút xíu, con anh nó ỷ lại anh chút xíu. Nhưng mà mẹ nó là lại rất là cứng rắn. Có bao giờ cãi nhau, mâu thuẫn, tranh luận với vợ anh trước mặt của mẹ vợ không? Chắc cũng không luôn. Không có đâu. Hay gì ta? À, cái đó là cái hay đó. Cái này tôi nói thật, tôi ở trong nhà với tụi nó đó. Mà chưa giờ tôi nghe hai vợ chồng nó to nhỏ gây gỗ một tiếng nào hết trơn á. Anh mà có cái gì thì anh cũng đóng cửa lại. Rồi xong anh cho hai đứa nhỏ xuống nhà. Rồi xong anh với anh Trinh ngồi nói chuyện thôi. Nói sao chị rồi xong, mở cửa vô là hết rồi đó. Hay nha. Anh ở với lại Trinh là tính ra là cũng khoảng là chừng 11 năm rồi, chắc gây được 2 lần. Nhiều quá ha. Hai lần. Mà cả nhà không biết luôn nữa con. Dạ. Anh Kim Tử Long như nãy nói anh là người đầu bếp gia đình. Dạ. Nấu rất là ngon. Thì hôm nay em muốn anh nấu một món gì đó, đầu tiên là tặng cho má vợ, thứ hai là để những chàng rể biết là mình sẽ nấu như thế nào đó. Anh thì có nhiều món lắm, nhưng mà cái món này phải cần nước mắm thật ngon thì mới làm được cái món này. Muốn kho quẹt hả? Không, đó là món gỏi gà. Ủa, gỏi gà chấm tại nước vì mắm. Gỏi thì ai làm cũng được. Dạ. Mua bắp chuối về bào. Dạ, đúng rồi. Gà luộc xong rồi xé phai. Dạ. Nhưng mà làm không được ra cái nước chấm nước trộn á thì sẽ không bao giờ ngon. Vì vậy cho nên rất cần cái nước mắm ngon. Dạ. Sau đó là tới cái công đoạn là cái người pha chế. Vậy nhà con có nước mắm ngon luôn. Nước mắm ngon luôn. Nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình. Trời ơi. Nam Ngư ồ Nam Ngư nóng rồi nha. Dạ. Dạ con mời chú gỏi gà. Rồi gỏi gà. Rồi mắt. Anh Kim Tử Long vào bếp tự nhiên nha. Dạ con mời chú. Cái này coi anh Kim Tử Long vào bếp sao nha. Bắt đầu chưa? Máy chạy. Máy chạy. Đây cũng là chứng buồn sinh huynh chiến đi.
Sơn Bá, kể từ khi chúc anh Đạt trở về gia tất, ta thấy vô cùng và vô cùng. Một tâm tình hai trẻ lâu nay mới thương nhau thân thiết vô cùng. Dạ, hãy qua tôi biết nhau thì mới thấy vô cùng. Dạ, dù hãy nhớ con đã trọn lời, xin mưa từ lúc mẹ đã đưa nhau nhầm. Chân mưa giang cả đêm mà nhớ cả nhà, ta nghĩ không có thức phúc thanh nào mà chữa bệnh sơn phá cho trăng sương môi vẫn đang nghe tình nhau đau đớn lên mây mờ hồn nào trong một mây hôm nay ta có liều thuốc này, liều thuốc khỏi phải dùng chỉ nghe thôi là hết bệnh ngay. Dạ, sư mẫu, sư nào, sư mẫu nói gì mà cũng chưa hiểu à? Sơn Bá con, dạ. Trí trí chà ba, tự nhiên trời cao quá. Đúng rồi, mí rồi sao cao quá vậy, hồi nãy thử vừa rồi. Trí trí còn lại lòn. Đúng rồi. Tri còn đúng tri vậy. Tri còn rồi 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 Sơn Bá tri tri còn sang thông rồi 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 Sơn Bá dạ. Tri tri còn sang thông hơn người đây nghe bao lời đố ta tìm ra trước khi về nhà, sư mẫu cho con biết
nàng không quên trao lại cho sư mẫu chiếc ngọc trâm này nhờ trao lại cho cô. Sao nhờ sư mẫu nói dạy với con rằng hãy sớm lo việc cầu hôn. Cầu hôn? Dạ. Hùng hoàng xa gái là nàng, nàng là đàn đô phải là cây. Dược ngàn đường xa chẳng quan công gì, còn câu thề xưa chung lương thương phùng. Yeah. Xuân Yến xin chào các con. Phải nói rằng mới đầu cô cũng ngỡ ngàng nhưng mà trong lòng cô thấy vui. Dạ. Thiệt, tại vì ít có ai mà bao giờ mình đem nói mẹ vợ với chàng rể đó, toàn nói mẹ chồng nàng dâu không à. Mà hôm nay cô là khác mọi người. Phải nói rằng cô có phước, cô có chàng rể là Kim Tử Long, quá tốt. Thiệt á, rất thương vợ, thương con, mà quý yêu bà mẹ vợ nữa. Có bao giờ con thấy chàng rể đi nấu đồ ăn cho mẹ vợ ăn đâu. Thấy không? Mà ở đây chàng rể của cô, trời ơi, nấu lẩu ngon lắm đó nha. Cô nói thiệt. À, mà cô nghĩ, nghệ sĩ ít có ai mà chịu vô bếp lắm. Mà cô thấy con mình Kim Tử Long, hay là tại vì cô thương nó quá rồi cô thấy nó hơn mọi người. Biết nấu ăn, biết làm công chuyện, rất siêng năng, mà thương vợ, thương con. Vậy cơ đó. Má có coi, má phải nói là, má đã có coi chương trình mẹ chồng nàng dâu rồi. À. Nói về người mẹ chồng, nói về người con dâu trong gia đình. Ừ. Nhưng mà hôm nay, Xuân Yến được mời tới đây là với tư cách là mẹ vợ. Ừ. Nói về nói gì? Con gái. Đây là cái gì con? Đây là một chương trình mới đi. Chương trình mới. À, chương trình mới. Mình khai cái chương trình mới. Để cho những bà mẹ vợ như là Xuân Yến này nè, có thể góp ý hoặc là nói những lời khen chê với thằng con rể của mình. Vậy thôi. Mọi người nhớ xem, đón xem nhé. Nhớ đón xem tập của À, cô có xem không, chương trình đó cô thấy cũng hay. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được nói lên những nỗi lòng của nàng dâu với bà mẹ chồng. Hồi xưa thì mấy bà mẹ chồng khắt khe với con dâu dữ lắm. Còn phải nói rằng cô có phước, cô có thằng rể, rể nó hiếu thảo, thuận thảo lắm, dễ thương. Nó thương vợ, thương con, mà nó biết yêu mến bà mẹ vợ nữa. Có bao giờ các con thấy chàng rể mà nấu đồ ăn cho mẹ vợ ăn chưa? Đa số là mẹ vợ hay này kia, mẹ chồng gì đó là nấu cho những người đó ăn. Còn đây khác, Kim Tử Long khác mọi người cái đó đó con. Mời cô giới thiệu nha. Kim Tử Long nó đi hát là khép hát chứ nấu ăn ngon lắm á. Con biết nó nấu ngon nhất cái món lẩu. Trời ơi, lẩu chua cay ngon hết sảy luôn. Mà ngay nó nấu cho cô ăn cũng được vài lần. Mới nói là nói để ra vô kia nói. Còn ở đây là má chỉ nói là má đã xem mẹ chồng nàng dâu rồi. Rồi. Dạ, để con hỏi nha. Thì trong cái phòng mắt mới của mình là sẽ là mẹ vợ cùng với con rể. Thì cái cảm giác của cô ngày hôm nay như thế nào ạ? Thiệt. Cô rất vui, rất mừng khi cô được góp mặt ở chương trình này. Phải nói rằng có lẽ cô có phước. Cô được có chàng rể tốt. Mà đa số thường thường người ta hay nói về nàng dâu với mẹ chồng. Mà hôm nay cô lên đây, cô xin nói về mẹ, vợ và chàng rể. Con sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện giữa hai mẹ con đúng không ạ? Sao? Là không biết là cô với anh đó thường ở nhà có những cái câu chuyện tâm sự hay cứ thường xuyên tâm sự với nhau không cô? Cô hả? Nói ngay, chỉ có trừ ra khi nào về hát sướng, chứ còn
Long cũng bận công việc nhiều lắm đó, rồi con cái phải nói rằng tội nghiệp Long, nó thương con nữa, nó đi làm hay về tới là ôm con, nó quấn quýt mấy đứa con, nó quấn quýt bên nó lắm. Mà cô nói thật đó, đa số kép hát đó cũng có những người thương con phải không, mà cô hiếm có thấy mà thương con như cái lối của Kim Tử Long rể cô đó. Thì bây giờ đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, cô có gửi gắm gì đến quý vị khán giả không ạ? Thế là cô kêu gọi các bạn thêm xem theo dõi cái tập của mình đó cô. Cô cũng xin có vài lời là trên đời này không phải ai cũng xấu mà không phải ai cũng tốt. Cô mong muốn sao? Những chàng rể đa số nên sống giống như Kim Tử Long, nó đối với vợ, với con, luôn các bà mẹ vợ nữa. Nó tuy là kép hát nhưng Kim Tử Long rất tốt, biết thương vợ, thương con. Đi làm mệt nhọc về tới là quấn quýt ôm các con. Đó, thành ra cô cũng hiếm thấy có những người đàn ông như vậy lắm. Thay đổi một cái gì đó trong cuộc sống, hoặc là có những cái mà mình chưa làm được vừa lòng má vợ, cũng như chưa vừa lòng trong gia đình, thì nghe những lời góp ý đó mình sẽ từng ngày thay đổi. Nhưng mà Long cũng hy vọng rằng các chàng trai ơi, mình làm rể á, mình cũng sẽ có những cái không vừa lòng má vợ, ba vợ, hoặc là em vợ, anh vợ, thì mình cũng nên có những cái lắng nghe sự góp ý và tạo cho mình một cái cơ hội để có thể thay đổi. Và Long cũng mong rằng từ cái chương trình này nó sẽ có một cái format là mẹ vợ chàng rể, ba vợ chàng rể, anh vợ chàng rể đó, để có thể là cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Với những cái gọi là cuộc sống hàng ngày xảy ra những cái mâu thuẫn mà cần phải có cái sự giải tỏa, thì đây cũng là một cái chương trình rất tốt cho cuộc sống nhân văn. Hy vọng rằng chương trình sẽ gặt hái nhiều thành công và được khán giả yêu mến, và có những cái chia sẻ để cho cái chương trình này được lan tỏa nhiều hơn. Dạ, chú nói một câu là Kim Tử Long đã xuất hiện ở chương trình cùng với mẹ vợ, và mời khán giả đón xem chương trình phát sóng trên HTV 7. Dạ. Vào ngày thứ mấy? Dạ, 20 giờ thứ năm. Dạ. Hàng là 20 giờ 15 trên kênh HTV Media. Thôi không nhớ đâu, một cái thôi. HTV 7 thôi. Dạ. 20 giờ thứ năm hàng tuần đúng không? Dạ. Rồi. Và Long cũng mong rằng tất cả quý vị khán giả sau khi xem chương trình này rồi thì hãy chia sẻ và giới thiệu cho nhiều gia đình để cùng tham gia cũng như là cùng theo dõi. Chúng ta hãy bật truyền hình với kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần lúc 20 giờ để xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nhé. Tết thường thì là một nghệ sĩ hay phải đi diễn, thì Tết chú có đi diễn hay không, hay chú sẽ có những hoạt động gì ngày Tết ạ? Như mỗi năm thì Tết thì Long luôn là Tết thì Long luôn là vắng nhà vì Long phải đi hát. Thì năm nay cũng vậy, năm nay thì 30 Tết Long sẽ phục vụ ở hai tỉnh, đó là tỉnh Hồng Ngự và tỉnh Đồng Tháp, nó gần nhau với một cái chương trình trực tiếp truyền hình đêm giao thừa. Và sau đó mùng 1 thì Long không bao giờ đi hát ở mùng 1. Và rồi mùng 2, mùng 3 thì Long sẽ hát ở Bình Dương. Mùng 4 thì Đà Lạt. Rồi mùng 5 nghỉ, mùng 6 bay ra Đà Lạt hát tiếp cho chương trình Hồ Xuân ở Đà Lạt. Xa gia đình thì chắc chắn là phải xa rồi, nhưng mà năm nay được cái là Long và Trinh cùng hát chung. Được cái là năm nay Long và Trinh cùng hát chung với nhau, cho nên là gia đình đi hát chung rồi dẫn con cái đi chung luôn, sẵn nó ra Đà Lạt hưởng xuân luôn. Thì thường chú thích cái hoạt động gì với gia đình vào ngày Tết nhất ạ? Tết nhất là lì xì. Long có một cái gọi là cái truyền thống truyền thống từ ba cho tới bây giờ luôn. Ba Long mỗi lần mà Tết mùng 1 là kêu con cái cháu chắc đồ quay quần với nhau để mà chúc Tết lì xì, vui lắm. Cả nguyên cả một buổi sáng luôn. Vì vậy cho nên là từ ngày mà ba mẹ Long mất rồi thì cái đó nó có duy trì.
mùng 1 Tết lúc nào cũng vậy, Long cũng quay quần gia đình rồi đi qua nhà anh hai lì xì. Cái vui cái là bị lì xì bốc thăm á, vui lắm. Ai hơn thì bốc được nhiều, ai không hơn thì bốc được ít. Đó, nó cũng là một cái để cho gia đình được vui trong ngày Tết. Nhân đây thì chú phải gửi lời chúc Tết đến khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cũng như khán giả khắp mọi nơi. Vâng, chỉ còn không bao nhiêu ngày nữa là chúng ta sẽ bước qua năm Quý Mão năm 2023. Long và Trinh Trinh xin chúc cho tất cả quý vị và các anh chị xem đài cũng như là xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gia đình luôn luôn an lành hạnh phúc nha. Dạ. Ôi bò. Ủa chị đâu rồi? Chú thầy ra ủa? Thầy ra đây. Cũng có đánh đó chứ mà sao đâu mang vậy. Em cũng vàng hối cái này. Cái chương trình mà máy ấm danh gì kìa. Ừ. Trời ơi, nó phát lên nó cảm động quá ha. Trời ơi, làm rất là hot luôn. Ừ. Bữa anh nó thấy có mấy cái clip của anh á, trên đấy mấy thị view của anh ngồi bẹt xuống. Dạ. Yeah. Tức là mệt quá, tham gia mà nhiệt tình quá chứ. Mong cho nó thắng á, rồi mệt quá. Lên tặng xong luôn. Bữa mà qua quán ăn sưởng của em. Qua quán anh ăn đó là rồi. Nó đâu báo em gì đâu. Trời ơi. Nó không báo em qua gì có em qua. Ê. Rồi. Em đâu biết chừng nào qua đâu. Gửi xe cho nó đó. Trời ơi, nay Long đẻ quá trời. Nhìn, trời ơi. Nhìn có làm sao kêu tâm một chú. Trời ơi, anh Long đẻ hơn em luôn á. Không, quá. Chú ơi, khỏe không?